tác được trên thế giới dùng để sản xuất axit sulfuric. Điều này chứng tỏ axit sulfuric có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vậy axit sulfuric có tính chất vật lý, tính chất hóa học gì? Người ta đã tiến hành sản xuất axit sulfuric trong công nghiệp ra sao? Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu vấn đề này. Chúng ta sang bài mới, tiết 55, bài 33, axit sulfuric muối xung phát. Ở tiết này chúng ta sẽ đi nghiên cứu phần axit sulfuric gồm 1. Tính chất vật lý, 2. Tính chất hóa học, 3. Ứng dụng, 4. Sản xuất. 1. La mã axit sulfuric, 1 nhỏ tính chất vật lý. Các em hãy quan sát hình ảnh, nghiên cứu sách giáo khoa và điền từ vào ô trống. Axit sulfuric là chất lỏng không màu, sánh như dầu, không bay hơi, nặng gấp 2 lần nước. Axit sulfuric đặc nhất nồng độ 98%, có D bằng 1,84 gam trên cm khối. Axit sulfuric tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt. Các em hãy quan sát video pha loãng axit sulfuric đặc an toàn và hoàn thành quy tắc pha loãng axit sulfuric đặc. Quy tắc pha loãng axit sulfuric đặc. Axit sulfuric đặc tan trong nước tạo thành các hạt hydrat H2. Chúng ta vừa đi nghiên cứu xong phần tính chất vật lý của axit sulfuric đặc, 2 nhỏ tính chất hóa học. Chúng ta sẽ nghiên cứu tính chất hóa học của axit sulfuric ở hai trạng thái loãng và đặc. A nhỏ, axit sulfuric loãng. Dựa vào các kiến thức đã học năm cấp 2, các em hãy hoàn thành bài tập sau. Vậy dung dịch axit sulfuric loãng có đầy đủ tính chất của một axit. Tính chất thứ nhất, làm quỳ tím hóa đỏ. Tính chất thứ hai, tác dụng với kim loại đứng trước hydro trong dãy điện hóa, giải phóng khí hydro. Tính chất thứ ba, tác dụng với oxit bazơ và bazơ. Tính chất thứ tư, tác dụng với muối. Sau đây chúng ta sẽ ôn lại một số phản ứng cụ thể. Các em hãy quan sát các thí nghiệm trên và hoàn thành bài tập sau. Chúng ta vừa đi nghiên cứu xong tính chất hóa học của dung dịch axit sulfuric loãng. Vậy dung dịch axit sulfuric đặc có những tính chất gì? Chúng ta đi sang phần B, axit sulfuric đặc. Dựa vào số oxy hóa của lưu huỳnh, ngoài tính chất của một axit, axit sulfuric đặc còn thể hiện những tính chất hóa học nào? Số oxy hóa của lưu huỳnh trong H2SO4 là dương 6. Đây là số oxy hóa cao nhất của lưu huỳnh. Do đó, trong các phản ứng oxy hóa khử, axit sulfuric đặc thể hiện tính oxy hóa mạnh. Nó oxy hóa được hầu hết các kim loại, oxy hóa được nhiều phi kim, oxy hóa được nhiều hợp chất. Bên cạnh đó, axit sulfuric đặc còn có tính háo nước. Tính oxy hóa mạnh của axit sulfuric đặc, tác dụng với kim loại. Các em hãy quan sát thí nghiệm và hoàn thành phương trình phản ứng sau. Axit sulfuric đặc có thể oxy hóa hầu hết các kim loại lên số oxy hóa cao nhất, trừ vàng và platin, không giải phóng khí hydro. Ví dụ, kim loại M hóa trị N tác dụng với H2SO4 đặc, sinh ra M2SO4 tất cả N lần, cộng sản phẩm khử của lưu huỳnh như SO2, S, H2S và nước. Axit sulfuric đặc nguội làm thụ động hóa sắt, nhôm, chrome. Chính vì vậy, người ta dùng bình thép để đựng H2SO4 đặc nguội trong các quá trình vận chuyển. Axit sulfuric đặc oxy hóa được một số phi kim như carbon, lưu huỳnh. Các em ấy hoàn thành hai phương trình phản ứng sau.
Ở phản ứng này, carbon bị oxy hóa từ số oxy hóa 0 lên số oxy hóa cao nhất dương 4, đồng thời lưu huỳnh từ dương 6 bị khử về dương 4. Trong phản ứng thứ hai, lưu huỳnh từ số oxy hóa 0 tăng lên số oxy hóa dương 4, đồng thời lưu huỳnh dương 6 trong H2SO4 bị khử về dương 4. Axit sulfuric đặc tác dụng với hợp chất. Các em hãy quan sát thí nghiệm axit sulfuric đặc tác dụng với axit iodhyric và hoàn thành phương trình phản ứng sau. Ngoài tính oxy hóa mạnh, axit sulfuric còn có tính háo nước. Các em hãy quan sát đoạn phim thí nghiệm giữa axit sulfuric đặc với đường sắc calose. Tính háo nước của axit sulfuric đặc. Rót từ từ một ít dung dịch axit sulfuric đặc vào cốc có chứa đường. Giải thích các hiện tượng quan sát được và rút ra nhận xét về tính háo nước của axit sulfuric đặc. Sau đây là phương trình phản ứng giải thích hiện tượng các em vừa quan sát được. Axit sulfuric đặc rất háo nước, vì vậy rất nguy hiểm, gây bỏng nặng. Khi làm việc và sử dụng với H2SO4 đặc, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta vừa đi nghiên cứu xong phần 2 tính chất hóa học của axit sulfuric. Vậy axit sulfuric có những ứng dụng gì trong đời sống? Chúng ta sang phần 3, ứng dụng của axit sulfuric. Qua những hình ảnh chúng ta vừa quan sát được, chúng ta thấy axit sulfuric đặc là hóa chất có ứng dụng hết sức rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Ví dụ, axit sulfuric được sử dụng trong các ngành sản xuất phẩm nhuộm, luyện kim, chất dẻo, chất tẩy rửa và một phần lớn được dành cho sản xuất phân bón. Vậy, axit sulfuric được sản xuất như thế nào? Chúng ta sang phần 4, sản xuất axit sulfuric. Quá trình sản xuất axit sulfuric gồm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, giai đoạn sản xuất SO2. Từ quặng pyrit có công thức là FeS2 hoặc lưu huỳnh, người ta tiến hành đốt cháy quặng pyrit sẽ thu được SO2, bên cạnh đó có sản phẩm Fe2O3. Từ nguồn lưu huỳnh dồi dào, người ta đốt cháy lưu huỳnh cũng thu được SO2. Giai đoạn 2, giai đoạn sản xuất SO3. Dưới tác dụng của xúc tác V2O5, nhiệt độ trong lò phản ứng từ 450 độ C đến 500 độ C, người ta tiến hành oxy hóa SO2 bằng oxy không khí sẽ thu được SO3. Giai đoạn 3, sản xuất axit sulfuric. Người ta cho SO2 đi từ dưới lên đỉnh tháp. H2SO4 đặc được chảy từ đỉnh tháp xuống phía dưới. Người ta dùng H2SO4 đặc 98% để hấp thu SO3, thu được oleum có công thức là H2SO4 ngậm NSO3. Sau đó, người ta sử dụng một lượng nước thích hợp để pha loãng oleum, thu được H2SO4 đặc theo như yêu cầu. Trên đây là toàn bộ kiến thức bài axit sulfuric. Sau đây mời các em tham gia bài kiểm tra kiến thức gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Nếu các em trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi, có nghĩa các em đã hoàn thành bài học. Nếu các em chưa đạt, hãy học bài một cách kỹ càng hơn. Chúc các em học tốt!